Giới thiệu video. Đây là cây gì? Đây là cây gì? Hả? Đây là cây dâu. Ôi trời ơi. Thằng Ninh mày đứng đây, mày phát biểu đây là cây gì? Đây là cây dâu. Ôi bọn này ngây ngang quá. Cây gì à? Cây này mà không biết cây gì á? Tao chịu bọn mày. Ăn kiểu cái này được. Đây. Mày cũng không đứa nào biết ăn à? Biết dâu. Trời ơi. Hôm nay ăn được không ạ? Chả ăn được thì sao, đây này à. Ngọt thôi. Ngọt không? Chúng quả ngọt đúng không? Đây ơi, đây. Cái này gọi là cây mua. Cây mua. Tôi tưởng cây đu, à cây mua. Cây mua. Cây vừa nãy là cây đúm à? Ừ, vừa nãy cây đúm. Hoa này của nó giống nhau thế. Giống đâu? Đây là hoa mua hết hoa rồi, đây là quả. Quả chín thì nó nở ra đây. À. Ừ. À. Quả này ăn ngon lắm. Trúng quả ngọt là ngon. Bữa sáng. Ừ. Mày chào quả kia. Không. Sa nhảy ngao ngay đấy. Cười. Đâu nhỉ? Thêm quả nào ở gần nữa. Đây này. À, đây có chín nào. Không biết là cây gì. Mày biết là cây gì chưa? Rồi. Cây gì? Há mồm nào, này há mồm nào xem nào. Lẹ há mồm lẹ lưỡi nào. Ê thằng này nào. Ai nước nào. Há mồm nào. Há nhe lẹ lưỡi nào. Ôi giời ơi mồm đen xì. Để cho anh tiêu quay tiêu nha. Đâu? Úi dồi ôi, ăn mực à? Đâu ra bứt tiếp nào, Ninh xem có quả nào ngon. Ôi, ôi ôi, ôi, thank you nhá. Quả này hơi ngon đấy. Ăn bẩn. Ừ. Này cho. Không. Ăn. Quả này ngon. Thế thì làm gì chả có ăn thì đem. Quả này ngon đấy. Ngon. Ngon đúng không? Nhưng chưa phải ngon lắm. Mấy cây này vẫn là quả nhỏ á. Với cả chưa chín nhiều. Không ăn nữa. Nhiều lắm. Bờ ao này còn. À, để quay cận cảnh nào. À, cận cảnh nào. À. Cả đống này nữa. Cận cảnh mồm cái nào, lè lưỡi nào. Không có quần nào. Không có chết rồi. Nhìn thấy nha. Cẩn thận nhảy ngao nhá. Cái mùa này hoa tím rất đẹp. Quả ăn cũng hay phết. Chưa thiêu. Kia có tham gia không? Nào. Ba vận động viên gọi là Asiad. Mạnh tên là gì? Tên là Ninh. Bao tuổi? 9 tuổi. Bao nhiêu cân? 20 cân. Hạng cân 20 cân. Ngồi đứng đây để cho thằng kia giới thiệu. Rồi đến thứ hai. Xin mời giới thiệu. Tôi là Cảnh. Cảnh bao nhiêu tuổi? Cháu chưa cân bây giờ. Thế bạn bao nhiêu tuổi cơ mà cân cái gì? Cháu chiêu. Cũng không biết tuổi à, thế liệu có được 20 cân không? Gần chưa. Chắc là có. Thế xong rồi ngồi đây để ta giới thiệu tiếp. Tên là gì? Đức phải không? Vâng. Giới thiệu đi. Bao nhiêu tuổi, bao nhiêu cân, hạng cân bao nhiêu để còn tính toán thằng nào đấu với thằng nào. Cháu mười mấy cân, 20 cân à? Chưa cân lần nào nên không biết. Rồi, thế bây giờ cho chơi đấu vật nhá. Rồi, nào. Nào. Thầy, ba thằng lại đây thầy xem. Cháu 7 tuổi. Nào. Cô. Tất cả ra đây.
Nào, ra đây để thầy để xem đôi nào, cặp nào đấu trước nào. Hai cặp này đấu trước. Không, ra đây. Ba đứa thầy hả thầy? Không biết thầy hả thầy ai nhất không? Thầy hả thầy bố thầy mới nhất. Linh nhất. Biết gì? Chỉ cần ngửa tay hoặc ướp tay thôi. Thầy hả thầy bố thầy mới nhất ra thế này. Này, đưa cho bố nhá. Ừ, bảo là Duy Nguyệt mời nhá. Rồi, để tạm đây để chơi đã. Đừng bỏ quên mà chết đấy. Rồi. Sao thế này? Nào, nào. Có thể ra sấp hoặc ra ngửa nhá, để tao đọc nhá. Thầy hả thầy bố thầy mày nhất. Nào, ba thằng ra ngửa tất, làm lại. Thầy hả thầy bố thầy mày nhất. Thế là thằng này nhất rồi. Thằng này nhất là hai thằng này đấu để với nhau. Ra đây, ra đây, ra đây. Đây, chỗ này. Đấy. Nào, vật nhá. Thằng Linh có áo không? Không. Mặc áo vào nhanh lên. Vật nhau, bây giờ thằng này ngồi đây xem khán giả đã. Mặc áo vào không nhậm. Rồi. Rồi ngồi đây được rồi. Mặc áo xong thì anh bảo là trận đấu bắt đầu. Ừ. Hai thằng vật nhau ra mà thằng nào bị nằm ngửa chạm lưng xuống trước là thua nhá. Nếu thằng nào nằm vẫn nằm chưa chạm lưng xuống cỏ. Ừ, chạm lưng xuống cỏ mà tao đếm đến 3 mà không dậy được là thua. Được. Ơ, anh phải đếm 1, 2, 3. Ừ, đúng rồi. 1, 2, 3 thằng này tránh ra là nào. Chạy đi, tao sẽ không quét chung quay. Bắt đầu. Không đấm đá, vật thôi. Đừng cố lên. Cố lên, cố lên. Kéo Ninh thua rồi, cố lên, cố lên. Cẩn thận xuống ao. Tuyết. Quay lên, dừng lại, trọng tài bảo dừng lại, ra đây, thằng này lui ra. Đây, thằng ngồi xuống, ngồi xuống. Thằng kia ngồi xuống chỗ này. Đấy, vật ngồi thôi, không đứng nữa. Thằng kia khán giả đứng lui ra xa ra anh em. Nào, nào. Nhẹ nhàng thôi. Cố lên, cứ đi, cố lên. À, nào. 1, 2, 3, Ninh thua rồi. Rồi, bây giờ cặp này tranh vô địch nào. Hai thằng này. Đó, để tạm đấy. Nào, để cái kia ra nào. Ngồi xuống răng này. Không lại nhảy ngao bây giờ, không ai cứu nữa. Nhé. Lại gần đây. Đúng. Lại, được rồi. Đứng ở đây. Rồi, nào. Được, như nào cũng được. Đại loại là vật nhẹ nhàng, đừng có nhảy ngao là được. Không, vật mạnh. Bắt mà... đầu. Bắt đầu, chưa đâu bắt đầu. Không chơi. Chơi đủ nào. Chơi như nào cũng được. Nào, giữ quá. Thằng này lên đi. 1, 2, 3, thua rồi. Vô địch lại đây thưởng cho cái ấy. Thôi, còn đây là thưởng cho đôi dép này. Này, làm quà tặng. Đây, chưa? Đấy. Anh đã thắng. Thưởng cho đôi dép nhá. Rồi, xong là làm tiếp. Rồi, chương trình kết thúc.